Hello, xin chào mừng các bạn đến với kênh channel của mình, nghệ thuật đam mê chim sao hót. Thì đã hai tuần nay thì mình không có lên cái video nào hết các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn ha, cách 3S chim hút cô. 3S là gì? 3S là một cái loại hình. 3S là sàng lọc, sắp xếp và săn sóc. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn ha. Thì đã hai tuần rồi không có lên cái video nào. Xin chào một bạn ha. Thì hai tuần rồi mình chưa có lên cái video nào các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn ha. Xin chào hai bạn. Thì cái kênh mình được gửi xét duyệt, hôm nay chạy như là 4 tháng rồi các bạn. Nhưng mà thấy cứ để là đang xem xét không à. Cho nên mình không có thèm lên video nữa các bạn. Xin chào ba bạn ha. Thì kênh mình được gửi xét duyệt hôm nay đã được 3 tháng, 4 tháng rồi các bạn. Nhưng mà cái kênh cứ để là đang xem xét không. Thì do mình muốn thực hiện cái video để mình kỷ niệm đó các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn ha. Xin chào hai bạn. Cái nhiều anh chị em ở Sài Thành chơi. Thì người ta chơi cái môn này đã từ lâu rồi các bạn. Chim hút cô là được cái giới nghệ nhân người ta chơi chim rất là ưa chuộng. Thì mình hôm nay mình 3S lại những cái con chim của mình nuôi ở trong cái nhà của mình đó các bạn. 3S là sàng lọc, sắp xếp và săn sóc ha. Anh có hút cô mái mồi nào bán không anh? Có bạn, có một con. Hôm nay hai lông rồi. Hôm nay mình nghỉ cả tuần, hơn tuần rồi mình cho hai lông. Nói chung là quá trình nó hai lông gần xong rồi bạn. Thì mình nói đánh đai đai nó dính bỏi không cắn nhưng mà chơi được nhiều kèo lắm. Thì giá của nó thì những cái video bạn vào cái kênh Trọng Chim Sâu Long Thành ha, miền Nam Đồng Nai, thì mình có cái video của mình á, đi bẫy chim hút cô á, thì đa phần là mình đánh và con mái mồi không á. Thì cái giá chim bây giờ mình con mái mồi mình bán là 1,4 triệu. Thì có mua thì đến mình dẫn đi thử chim luôn. Chim mái mồi mình có một con thôi thì đánh rất là ok á ha, giá bán ra 1,4 triệu. Thì mình đánh bằng con mái mồi không à. Thì hiện tại là mới lên một con chim mồi trống nữa. Thì bạn nào muốn chơi mồi trống thì ghé mình, mới lên ha, quánh chưa cắn bỏi nhưng mà quánh cũng tương đối là khá rồi. Rất là dữ bạn. Cái con ở bên cánh phải của màn hình là con đó mình nuôi chim già lên, còn cái con bên cánh trái của màn hình là con này con mình nuôi chim chim tơ lên. Chim tơ lên ha, chim chiền lên. Thì con bên bên trái màn hình mình nuôi hôm nay đã 2 năm mấy rồi. Thì con bên phải màn hình nuôi hôm nay là 6 tháng rồi các bạn, gần 6 tháng rồi. năm tháng. Thì từ lúc mà mình gửi xét duyệt cái kênh channel của mình đi là mình bẫy được cái con chim này các bạn. Thì con bên phải màn hình ha. Thì khá là nhiều bạn hỏi về cái vấn đề 3S. 3S là gì ha, thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn ha. 3S là sàng lọc, sắp xếp và săn sóc là 3S ha. Đối với làm những cái môi trường công ty ha, là những cái công ty thì người ta gọi là 5S. 5S là sàng lọc, sắp xếp, săn sóc và sẵn sàng là của công ty, còn mình là chỉ 3S thôi ha. Thì mái mồi mình có một con bán với giá là 1,4 triệu. Thì khá là nhiều bạn trẻ hỏi về vấn đề cám của mình á. Thì cái video chia sẻ về cách làm cám á, thì mình có để bên cái kênh channel Trọng Chim Sâu Long Thành, miền Nam Đồng Nai hết các bạn. Mình thấy những cái video ở ngoài nước các bạn, như chẳng hạn như người Việt sinh sống ở Hoa Kỳ ha, hay là các nước khác ha, thì nước đại như là YouTube đó ưu tiên cho cái người ở Hoa Kỳ nhiều lắm á. Thì cái người Việt ở Hoa Kỳ ha, người ta đăng những cái video nó kêu bằng cũng không có hay gì mấy, ít lượt xem nhưng mà lại được quảng cáo của YouTube nó đặt ra, nó phê duyệt sớm ha. Thì do cái người ta sống kêu bằng gọi là YouTube nó cũng có cái phần gọi là phân biệt. Và cảm ơn anh, có gì em liên hệ sau. Bạn
Rồi mình có chia sẻ một cái cách làm cám ở trong cái video trọng chim sâu Long Thành ha. Thì bạn gõ vô cái vợt bạn tìm ra ha. Nếu bạn muốn dùng cám đó thì bạn làm theo cái cách của mình chỉ ha. Nói chung là cám mình ăn, bạn thấy không? Con này hồi lúc mà mình bẫy về chim rất là không có vàng ha. Chim hơi ngã màu thôi. Nhưng mà bây giờ nó vàng kè luôn rồi, các bạn thấy không? Nó chịu cám á, chịu mồi. À, con này của mình thì là mình nuôi chim chiền lên đó. Chim chiền lên ha, nhưng mà khá là chơi tốt lắm. Thì rất là nhiều các bạn gọi phone cho mình hỏi về vấn đề chim, anh có bán chia hay không ha. Thì hiện tại là mình có bán chia nhưng mà chỉ tại nhà thôi, không có ship gửi. Thì các bạn nào mua thì xin vui lòng liên hệ với mình 0906 964 446 đến mình xem và cách lựa chọn ha. Tự mình lựa chọn cho nó vừa ý vừa lòng. Thì mình bán là vui lòng khách đến, vừa lòng là khách đi. Thì không có phàn nàn về sau nữa. Những cái anh em mà mua chim rồi hàng thường hay có tính phàn nàn lắm. Thì mình muốn cho anh em coi những cái đặc tính của chim nó chơi như thế nào. Anh em tự lựa thôi. Sau này về có chim có bị vấn đề gì không hót hay là vấn đề khác thì anh em không có phàn nàn nữa. Tại mình bán đâu có ship gửi đâu, mình bán mắt thấy tai nghe ha. Thì các bạn muốn mua chim thì đến lựa ha. Khá là nhiều chim hút cô của mình hót đấu mạnh, đã tập lập nữa các bạn. Nếu mà mình cho nó đấu như vậy liên tục luôn vậy đó thì cả tiếng mấy đồng hồ luôn á. Hôm nay là cái mùa sung của nó, cái thai lông, nhưng mà nó vẫn còn chơi bình thường. Thì cái con này mới vừa thai lông xong nè các bạn. Con này mới vừa thai lông xong, con này mới vừa chỗ vừa xong. Chỗ đuôi tương đối là đen rồi á, đen thui lùi luôn rồi á. Mới vừa chỗ xong. Thì bạn thấy không? Con đi đâu đi chơi đi lưng. Bố ngồi bố mỏi quá, bởi bố về phim qua vô mẹ chơi đi. Hay là chị Hai chơi đi. Thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn ha.